Chờ dầu nóng cái mình sẽ cho tỏi vô nha mọi người. Tỏi cho thơm vô. Tỏi mà nó thơm rồi cái mình sẽ cho cái bí xanh đó. Bí xanh này nè, vô ha. Rồi tỏi thơm mà cho bí xanh vô. Cái này mình xào chay nha mọi người. Mình chay mình sẽ xào chay, còn ăn mặn thì sẽ xào mặn. Đó. Cái này sắt càng mỏng thì nó mau chín nha mọi người. Đó. Mình đảo đều hết, chờ dầu nóng cái mình bỏ vô thì cái bí nó sẽ giữ được độ xanh ha. Đó, bây giờ mình sẽ cho hạt nêm chay vô. Hạt nêm này làm từ nấm á mọi người. Rồi ok ha. Cái mình đảo cho đều hết cho nó thấm như vậy ha. Cái mình sẽ cho một chút xíu tiêu lên. Tiêu xay á cho nó thơm ha. Cái này nói chung là xào nếu mà người nào mà còn trẻ thì xào tái thôi, còn người nào mà già ấy, răng nó yếu ấy, thì xào cho thiệt là chín. Đó. Tại vì khi mà mình xào chín quá thì nó mềm quá ăn không ngon. Còn mà tại vì cái người già người ta răng người ta yếu rồi, mình sẽ xào thiệt chín. Rồi ok ha. À, bây giờ mình sẽ cho một chút xíu tiêu. Rồi cho tiêu xay lên ha. Rồi ok, rất là thơm nha mọi người. Được rồi ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa thôi. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bí ra dĩa nha. Bí xanh này ra dĩa. Tí mình đổ hoài luôn. Còn giữ được màu xanh nó đẹp lắm nha mọi người. Rồi ok. Lấy gần cho họ coi. Đó, bây giờ mình sẽ rắc một ít tiêu lên nữa nha mọi người, đặng trang trí thôi chứ không có gì hết nè. Tiêu hộp quá, tiêu hộp bự bự miếng. Đó. Rồi ok, thơm lắm nha mọi người, lấy gần cho họ coi đi. Đó, rất là xanh đẹp nha mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Với lại cái showroom cái mấy mấy cái món chay tiếp theo nha mọi người. Đó.